Thưa quý vị và bà con, với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, đi cùng với các sản phẩm gắn với đặc trưng nông nghiệp vùng miền, du lịch nông thôn đang được nhiều đơn vị lữ hành khai thác và trên thực tế thu hút khá đông khách du lịch. Với nhiều địa phương, đây như là cách để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bởi nhiều lợi ích kép mang lại. 3 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Du lịch Kênh Nông Nha Trang Đà Lạt Style vẫn luôn tiếp tục đầu tư làm mới các sản phẩm cung cấp đến khách du lịch. Điểm đặc biệt về dịch vụ của Hợp tác xã là đem đến du khách những trải nghiệm bằng chính các sản phẩm nông nghiệp. Cùng một điểm đến, nhưng khách sẽ nhận nhiều thông tin khái quát về đặc trưng nông nghiệp của cả vùng miền. Không chỉ hướng về nông nghiệp không, mà nó còn hướng về cái cảnh đẹp để cho mọi người đến đây tham quan. Nhiều du khách thì không hẳn là ai cũng biết những cái sản phẩm này, tại vì mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái đặc trưng riêng của mỗi vùng miền. Rời khu vực hoa atiso đỏ, loài thảo dược được trồng nhiều ở vùng Tây Nam Bộ, du khách có thể tham quan tìm hiểu nét độc đáo của gốm Bầu Trúc Ninh Thuận hay thư giãn bằng cách ngâm chân trong những bồn thảo dược mà nguyên liệu được khai thác tại chính khu du lịch ở Nha Trang. Giá trị của chuyến du lịch nhờ thế được nâng lên. Nó mang tới một cái trải nghiệm nó thân thiện với thiên nhiên, với cuộc sống của người dân bản địa ở đây. Dành cho các bạn nhỏ và những gia đình một cái nơi để mọi người gắn kết lại với nhau, gắn kết với thiên nhiên và hiểu được rằng chúng ta sống nhờ môi trường và môi trường đã giúp cho chúng ta như thế nào trong cuộc sống. Không chỉ góp phần giảm áp lực cho du lịch thành phố lúc cao điểm, du lịch nông thôn một khi phát triển sẽ tăng cơ hội việc làm khu vực nông thôn, góp phần phát triển cộng đồng, gắn kết xã hội và phục hồi bảo tồn văn hóa. Cái thị hiếu của khách du lịch đến với miệt vườn để cho con trẻ của mình trải nghiệm cái miệt vườn để có được trở về với một cái tuổi thơ từ xa xưa, thì đây là một trong những cái loại hình du lịch rất là độc đáo và rất là cần thiết để phát triển trong xu thế hiện nay. Xét về mặt kinh tế, du lịch nông thôn cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu ngoài sản xuất nông nghiệp, mặt khác sẽ góp phần bảo tồn đa dạng sinh thái, làm mới khu vực nông thôn theo hướng xanh sạch đẹp, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.